Xin chào mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Samsung Galaxy Z Fold 6 đã ra mắt và khẳng định vị thế của mình như là một chiếc điện thoại gập tốt nhất mà bạn có thể sở hữu. Với Galaxy Z Fold 5 đã chuyển lại ngọn đuốc và thừa hưởng nhiều đặc điểm của nó. Hiện nay với mức giá gần 45 triệu đồng, Z Fold 6 tiếp tục duy trì công thức chiến thắng của Samsung cho dòng điện thoại gập. Vậy điều này có nghĩa là gì? Nó tương tự nhưng có sự khác biệt nhỏ. Các tinh chỉnh nhỏ có thể làm cho một sản phẩm tốt nhất trở nên tốt hơn. Các yếu tố cơ bản của Z Fold 6 như camera, dung lượng pin và bộ nhớ vẫn giữ nguyên như tiền nhiệm, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy vài cải tiến hấp dẫn. Galaxy Z Fold 5 đã hoàn thiện hình thức gập với thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn so với mẫu trước đó, nhưng với Z Fold 6 còn thu gọn hơn nữa để có thiết kế nhỏ gọn hơn. Galaxy Z Fold 6 ngắn hơn, mỏng hơn và rộng hơn so với Z Fold 5, cụ thể là ngắn hơn 1,4mm, mỏng hơn 0,5mm và rộng hơn 2,7mm khi mở ra. Và khi gập lại, nó ngắn hơn 1,4mm, mỏng hơn 1,3mm và rộng hơn 1mm. Z Fold 5 đã khá cao, vì vậy thấy Z Fold 6 thu gọn kích thước là một điểm cộng, làm cho nó trở nên mỏng nhẹ hơn mà không làm cồng kềnh trong túi quần. Nó cũng nhẹ hơn đáng kể, chỉ nặng 239g, nhẹ hơn 14g so với tiền nhiệm. Tại sao Samsung lại làm cho nó rộng hơn một chút? Có thể là do màn hình phụ lớn hơn. Một màn hình lớn hơn trong một hình thức nhỏ gọn hơn là một điểm cộng cho Galaxy Z Fold 6. Màn hình trong vẫn giữ nguyên kích thước 7,6 inch AMOLED với tốc độ làm mới thích ứng 120Hz, nhưng màn hình ngoài lại có kích thước 6,3 inch, tăng từ 0,1 inch so với Z Fold 5, tạo thêm không gian cho các hoạt động bên ngoài màn hình. Cả hai màn hình giờ có đạt độ sáng tối đa lên đến 2600 nits so với 1750 nits của Z Fold 5. Đó là cùng mức độ sáng với Galaxy S22 Ultra và cao hơn iPhone 15 Pro 2000 nits. Độ sáng tối đa có thể làm hao pin nhanh hơn, nhưng may mắn thay, Samsung tuyên bố rằng Z Fold 6 có thể kéo dài thời gian sử dụng từ 1 đến 2 giờ so với Z Fold 5, mặc dù vẫn giữ nguyên dung lượng pin 4400mAh. Samsung cũng đã nâng độ phân giải của màn hình bên trong từ 2176x1812 của Z Fold 5 lên 2160x1856 của Z Fold 6. Tuy nhiên, sự tăng nhẹ này có thể mang lại hình ảnh rõ nét hơn nhưng không quá là nhiều. Với bút S Pen, nó giúp ghi chú và vẽ trở nên mượt mà hơn so với Z Fold 5. Với bất kỳ cải tiến nhỏ nào đều được hoan nghênh như các dòng smartphone khác của Samsung trong năm nay, Galaxy Z Fold 6 được trang bị vi xử lý Snap 8 Gen 3 mới nhất. Nếu Z Fold 5 đã là nhà vô địch về đa nhiệm thì Z Fold 6 còn tốt hơn với sức mạnh xử lý lưng cao, hiệu suất năng lượng cải thiện và tăng cường công nghệ ray tracing. Chip này cung cấp nhiều năng lượng hơn để Z Fold 6 vượt trội so với tiền nhiệm và còn đi kèm với 12GB RAM và lên đến 1TB lưu trữ, biến chiếc điện thoại gập này thành một chiếc máy tính mini hiệu quả nằm gọn trong túi. Với nâng cấp chip còn có buồng hơi lớn hơn 1,6 lần so với Z Fold 5, giúp máy mát hơn khi chơi game hoặc sử dụng với ứng dụng đòi hỏi cao. Mặc dù Galaxy Z Fold 6 có cùng camera với Z Fold 5, 50MP camera chính, 12MP camera siêu rộng, 10MP camera tele, bạn vẫn có thể mong đợi những bức ảnh sắc nét hơn nhờ vào công nghệ Pro Visual Engine mới, tận dụng trí tuệ nhân tạo Galaxy và bộ xử lý NPU cải tiến từ Snap 8 Gen 3. Bạn cũng có thể mong đợi sự nhất quán hơn trong chi tiết mỗi bức ảnh cùng với độ phân giải zoom rõ nét hơn. Cũng như Galaxy S24 sẽ có nhiều tính năng AI camera như gợi ý chỉnh sửa tạo hình, slow-mo tức thì và nhiều hơn nữa. Các dòng điện thoại gập như Galaxy Z Fold được làm từ chất liệu bền bỉ như kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 nhưng thiếu đi một tính năng chống bụi phổ biến. Z Fold 5 có khả năng chống nước lên đến 1,5 mét với xếp hạng IPX8 nhưng không có gì để chống lại những hạt bụi nhỏ. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 6 mang đến xếp hạng IP48, nghĩa là chống lại các vật thể rắn có kích thước 1mm, rất hữu ích cho một chiếc smartphone mở và đóng liên tục. May mắn là Galaxy Z Flip 6 cũng có xếp hạng này để tăng độ bền. Z Fold 6 còn có khung nhôm cải tiến Armor Aluminium mà Samsung gọi là Z Fold 5 đã có khung nhôm này rồi, nhưng phiên bản mới còn mạnh mẽ hơn, giúp hạn chế chảy xước. Tiếp theo, nếu bạn quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, nhiều tính năng mới trên Galaxy Z Fold 6 tập trung vào chức năng AI và màn hình lớn của thiết bị này làm nó phù hợp với một số tính năng ấn tượng nhất. Google AI được tích hợp đầy đủ vào Galaxy Z Fold 6 và có thể thay thế trợ lý tích hợp. Bạn có thể kích hoạt bằng cách vuốt vào góc màn hình hoặc thông qua lệnh giọng nói Hey Google. Khi duyệt ảnh, chức năng tìm kiếm bằng hình tròn sử dụng AI để xác định nội dung bạn đang xem và cung cấp kết quả tìm kiếm từ web. Công cụ Pro Visual Engine được tăng cường AI trên Z Fold 6 mang đến những công cụ sáng tạo mới, từ cải thiện hình ảnh và chỉnh sửa đến bộ lọc video slow-mo tức thì, tất cả với công nghệ ray tracing trên màn hình 7.6 inch. Chức năng hỗ trợ ghi chú cho ứng dụng Samsung Note sử dụng AI để cung cấp bản dịch và tóm tắt cho ghi chú cuộc họp và tài liệu văn bản. Chức năng phác thảo hình ảnh cho phép AI của điện thoại tạo ra những hình ảnh chuyên nghiệp từ các bản vẽ đơn giản. Cuối
Cuối cùng, nếu bạn cần một chiếc điện thoại gập bền, Galaxy Z Fold 6 bền hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm về xếp hạng chống nước và bụi là IP48, nghĩa là chống lại các hạt bụi bẩn nhỏ hơn 1mm và có thể chịu được ngâm nước đến 1,5m trong vòng 30 phút. Thêm vào đó, thân máy vật lý của thiết bị có độ bền tăng lên với thiết kế bản lề đôi, giúp phân phối sốc tốt hơn. Cạnh gập cũng có khả năng chống lại áp lực và vật sắc nhọn, làm cho Galaxy Z Fold 6 không chỉ bền với một chiếc điện thoại gập mà còn bền với một chiếc smartphone. Vậy bạn nghĩ sao về Galaxy Z Fold 6 mới nhất đến từ Samsung? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở phần bên dưới nhé. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!